Chiều ngày 1 tháng 4, trong phiên xét xử vụ đại án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, ông Phan Trung Hoài, luật sư của bị cáo Trương Mỹ Lan đã bất ngờ gửi đến hội đồng xét xử văn bản ngày 27 tháng 3 của tiến sĩ Justin Chiu, giám đốc điều hành tập đoàn CK Asset Holding Limit. Đây là một trong những tập đoàn đầu tư lớn mạnh nhất Hồng Kông trong lĩnh vực bất động sản do tỷ phú Lý Gia Thành sáng lập. Văn bản được chuyển cho hội đồng xét xử, viện kiểm sát về việc tạo điều kiện đàm phán để đầu tư các dự án cũng như đề xuất một số giải pháp toàn toàn diện cho các tài sản liên quan đến SCB. Thông tin từ vụ án Vạn Thịnh Phát cho biết, gia đình bà Trương Mỹ Lan, người bị Viện Kiểm sát buộc tội gây thiệt hại 677.000 tỷ đồng, đã liên hệ với Quỹ đầu tư thuộc tập đoàn CK Asset Holding Limited của tỷ phú Lý Gia Thành, đề xuất giải pháp toàn diện liên quan đến ngân hàng SCB. Gia đình bà Lan đề xuất làm việc với Quỹ đầu tư sử dụng giải pháp khác nhau để chuyển nhượng dự án ở mức cao nhất thông qua phương thức tối ưu đề xuất bán chuyển nhượng với các tài sản thế chấp tại SCB. Tại đây, hai tập đoàn bày tỏ mong muốn tìm cơ hội đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe tin bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ngày 27 tháng 3, ông Justin Chu viết thư gửi tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ những tình cảm tốt đẹp dành cho bà Trương Mỹ Lan và tạo điều kiện đàm phán để đầu tư các dự án của bà Lan. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho biết lá thư này chưa được hợp pháp hóa lãnh sự nên không thể xem đây là một phần của luận cứ bào chữa. Chủ tọa nhắc nhở luật sư của bị cáo Trương mỹ lan không đề cập đến lá thư này tránh để báo chí hiểu nhầm truyền thông sai được biết vào tháng 5 năm 2022, CK Asset Holding Limit, một trong hai tập đoàn đầu tư của Lý Gia Thành, đã ngỏ ý muốn hợp tác với tập đoàn Vạn Thịnh Phát đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh, đem lại cơ hội phát triển mảng cơ sở hạ tầng của thành phố này. Ông Lý Gia Thành, sinh ngày 29 tháng 7 năm 1928 tại Triều Châu, Quảng Đông, Trung Quốc, có tuổi thơ cơ cực, 12 tuổi đến Hồng Kông, Trung Quốc và từng bỏ học sau khi cha qua đời. Doanh nhân này, theo Forbes, có việt danh Superman, siêu nhân và là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cộng đồng các nhà kinh doanh tại châu Á. Với sự thành công của cả sự nghiệp và lối sống, ông hiện vẫn là tỷ phú giàu có nhất Hồng Kông, giàu thứ 37 trên thế giới. Khối tài sản ròng tính tới ngày mùng 1 tháng 4 theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, của ông Lý Gia Thành đạt 36,7 tỷ USD, được hình thành chủ yếu từ bất động sản. Ông Lý Gia Thành đã nghỉ hưu và rút khỏi vị trí chủ tịch của hai tập đoàn CK Hutchison Holding, chuyên đầu tư và CK Asset Holding, chuyên bất động sản vào tháng 5 năm

Lý Gia Thành từng đầu tư cho sản xuất nhựa vào năm 1950 khi ông mới 21 tuổi, từ số tiền 6.500 USD tiết kiệm và vay hạo hàng. Sau đó, doanh nghiệp của ông trở thành nhà cung cấp hoa nhựa lớn nhất châu Á. Con trai của ông Lý Gia Thành là Victor, đang dẫn dắt tập đoàn của cha với 300.000 người lao động, hoạt động trên 50 quốc gia. Tập đoàn của ông Thành đã làm từ thiện hơn 3,8 tỷ USD. Năm 1960, ông bắt đầu chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản, rồi sau đó là cảng biển, công nghệ. Ông có nhiều khắc cốt ghi tâm, chia sẻ với mọi người, đặc biệt những người trẻ tuổi. Theo ông, mọi người đều có cơ hội thành công và nó phụ thuộc vào việc bạn có cho mình cơ hội hay không. Triết lý làm giàu của Lý Gia Thành khá rõ ràng. Đầu tư làm giàu là công việc lâu dài, thậm chí cả đời. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, không thể bốc đồng. Vị tỷ phú chia sẻ, trước năm 30 tuổi nên tập trung sức lực trí tuệ để kiếm tiền, còn sau 30 tuổi phải kiếm tiền bằng tiền. Chú trọng vào đầu tư tài chính, đó là đầu tư vào chứng khoán, vàng. Chứng chỉ quỹ bất động sản cũng giống như nhiều nhà đầu tư huyền thoại khác, Lý Gia Thành khuyên không nên để trứng vào một giỏ vì rủi ro rất lớn mà nên chia nhỏ và phân bố tỷ trọng đầu tư hợp lý, có thể 50% vào vàng, 30% chứng chỉ quỹ và 20% chứng khoán. Sự nghiêm túc và kỷ luật trong quản lý tài chính là ưu tiên số 1, nếu lơ là khả năng đánh mất vốn là rất cao, chưa nói đến lãi. Còn với doanh nghiệp, tỷ phú lý gia thành cho rằng phải cân bằng giữa phát triển và ổn định việc mở rộng mô hình thái quá sẽ đối mặt với rủi ro điều này được thấy rõ ở nhiều tập đoàn trên thế giới và việt nam trong đó có các doanh nghiệp bất động sản nhờ những thành công ban đầu trong lĩnh vực bất động sản năm 1971 lý gia thành thành lập công ty bất động sản chuyên không một năm sau đó ông đổi tên thành chuyên holdings và niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Năm 1979, ông mở rộng kinh doanh bằng cách mua lại ngân hàng Hutchison One Power từ HSBC, ngân hàng lớn thứ hai tại Anh vào thời điểm đó. Lý Gia Thành đã biến Hutchison One Power thành một trong những nhà khai thác cảng độc lập lớn nhất trên thế giới, phát triển cơ sở hạ tầng cảng container tại Hồng Kông, Trung Quốc, Canada, Trung Quốc, Đại lục, anh, Bahamas, tập đoàn của tỷ phú họ Lý cũng bành trướng ở nhiều lĩnh vực trên toàn Hồng Kông, cả Internet và công nghệ. Lý Gia Thành cũng chi hàng trăm triệu thông qua Lee Cushing Foundation để đầu tư vào Facebook, Spotify. CK Hutchison hoạt động mạnh mẽ ở cả Hồng Kông và Trung Quốc đại lục, chiếm 80% tỷ trọng doanh thu của CK Hutchison là từ nước ngoài, với các ngành công nghiệp nhạy cảm như năng lượng, cơ sở hạ tầng, viễn thông và cảng biển. Đây cũng là yếu tố khiến cổ phiếu của tập đoàn này biến động mạnh, phụ thuộc nhiều vào chính trị và mối quan hệ giữa giữa Trung Quốc và phương Tây. Cùng với các doanh nghiệp của mình, ông Lý Gia Thành và người thân trở thành gia tộc giàu nhất thế giới về bất động sản. Vài năm gần đây, các doanh nghiệp của vị tỷ phú Hồng Kông đã thất bại tại một số dự án cơ sở hạ tầng tại Úc, Israel. Dù từ năm 2015, ba công ty hàng đầu của ông là CK Hutchison, CK Asset và CK Infrastructure đã vạch ra chiến lược đầu tư và thâu tóm trên toàn cầu với tổng giá trị hàng chục tỷ USD. Đầu tiên, CK Hutchison Holding là nhà đầu tư phát triển và khai thác cảng thuộc vào loại hàng đầu trên thế giới, với việc sở hữu cổ phần ở 52 cảng, gồm 291 bến tại 26 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, thông qua công ty con là Hutchison Port SITV, CK Hutchison đã và đang đầu tư vào một cảng container ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu từ năm 2007 tới nay. Cảng container này cung cấp đa dạng các dịch vụ xếp dỡ hàng một cách vô cùng chuyên nghiệp, với sức chứa rộng lớn, đem lại trải nghiệm tốt đẹp cho khách hàng trong và ngoài Việt Nam trong nhiều năm qua. Ở mảng bán lẻ, CK Hutchison Holdings sở hữu dữ nhà bán lẻ As Watson chuyên về sức khỏe và sắc đẹp với 16.300 cửa hàng tại 28 thị trường. Chuỗi bán lẻ này lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam từ đầu năm 2019. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất phải là việc CK Hutchison cũng là một trong hai cổ đông chính của Việt Nam Mobile, một trong những mạng di động có vốn nước ngoài hiếm hoi có mặt tại Việt Nam từ năm 2016 với tên gọi ban đầu là HT Mobile. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hết năm 2020, mạng di động này chỉ còn được khoảng 4% thị phần tại Việt Nam thấp hơn khá nhiều so với ba ông lớn là Viettel, Mobifone và Vinaphone. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Vietnam Mobile đạt 772 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 0,2% so với cùng kỳ, nộp ngân sách 40 tỷ đồng, giảm 20%. Con số này thấp hơn rất nhiều so với Mobifone hay Vinaphone với cả chục nghìn tỷ doanh thu tại thời điểm đó. Doanh nghiệp quan trọng thứ hai sau đợt tái cơ cấu của tập đoàn là CK Asset Holdings, chủ yếu tập trung vào kinh doanh bất động sản. Họ bán cho thuê tất cả các bất động sản tại Hồng Kông và Trung Quốc, đồng thời tham gia phát triển các dịch vụ khách sạn. Bên cạnh đó, họ cũng quản lý việc đầu tư các bất động sản thông qua các quỹ đầu tư tín thác thuộc mảng này. Ngoài Trung Quốc và Hồng Kông, doanh nghiệp này cũng đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại nhiều nước khác trên thế giới. Trong số đó, Việt Nam cũng là một lựa chọn lý tưởng của công ty khi mới đây, CK Asset và Oris của Nhật Bản ngỏ ý muốn thông qua Vạn Thịnh Phát để đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng của thành phố Hồ Chí Minh. Các mảng đầu tư chính của công ty bao gồm cả cơ sở hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội đem lại sự phát triển mạnh mẽ hơn cho thành phố mang tin bác trong nhiều năm tới. Nhờ vào việc đầu tư đúng đắn, ông Lý Gia Thành hiện sở hữu khối tài sản gần 37 tỷ USD ở tuổi 95. Năm 2018, ông chính thức lùi bước ra phía sau để những người con trai tiếp quản lại những công ty khổng lồ của mình, nhưng vẫn làm cố vấn cao cấp tại cả CK Asset và CK Hutchison. Tính tới thời điểm hiện tại, ông là tỷ phú giàu thứ 36 trên thế giới và số 1 tại Hồng Kông, theo số liệu của Forbes. Ông được người hâm mộ đặt cho biệt danh Superman siêu nhân để thể hiện lòng nể phục với doanh nhân số 1 tại Hồng Kông này. Mặc dù khởi đầu tại một gia đình nghèo, song ngày nay, ông Lý Gia Thành là một trong những tỷ phú hàng đầu thế giới. Những công ty thuộc tập đoàn Chen Kong của ông đều là những cái tên lớn trên thương trường thế giới, sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng với doanh thu lên tới hàng chục tỷ USD. Có thể thấy, điểm nổi bật của đế chế giàu có bậc nhất thế giới này là văn hóa doanh nghiệp xây dựng trên sự tôn trọng với mọi người. Đây là bí quyết giúp tập đoàn gia đình tỷ phú Hồng Kông vươn xa và vững mạnh trong nhiều thập kỷ qua